Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mấy anh em mình đi đặt lợp ếch nha các bạn. Hôm nay mình có được ít mồi các bạn ơi. Sáng mình cuốn ba cái lú mình về các bạn. Ba cái lú đặt dưới sông nè, mình cuốn lên hết trơn mình giặt lại nè, đem lên đây mình để trên này. Sáng cuốn lú lên thì có được mấy cái lú, không biết sao mà nó chạy cá chốt một cái 7-8 kg cá chốt luôn các bạn ơi, mà nó bị chết hết rồi. Không biết sao vô lú nó chết hết, nước không ngập mà nó chết hết các bạn. Không biết có bị nước thuốc ngoài sông không. Thì 7-8 kg cá chốt luôn các bạn. Mấy anh em bỏ vô trong này, trong lợp nè, đi đặt. Nào giờ thì mình đặt cá còn tươi nha các bạn. Cá còn tươi, cá chết, cá sống lộn xộn. Còn hôm nay không có cá sống các bạn ơi. Thì có cá chốt chết không à. Mấy anh em cũng bỏ vô lọc đi đặt thử rồi, tại lâu quá đầu mùa tới giờ, năm rồi tới giờ luôn rồi. Giờ bữa nay đem xuống đặt bữa đầu tiên, nói chung là cũng gần tới mùa các bạn, cũng đặt được rồi, tháng này cũng đặt lai rai được rồi, nó chưa nhiều thôi nhưng mà cũng đặt được. Còn cá này thì chưa biết sao đây, tại mấy cá này nó cũng chết hết rồi, không có cá nào sống hết trơn. Đúng rồi, có phải có cá sống cá chết nha các bạn, cá chết mà vẫn cá tươi mới được nha. Cá này lúc chết thì nó cũng vừa mới chết rồi, bỏ vô tủ lạnh đó các bạn. Bỏ vô tủ lạnh bây giờ bỏ ra mình vô lợp mình đi đặt. Giờ xách mấy cái ra làm sao đặt trước kìa. Phía sau mình đi rồi mới đi lại đằng kia. Sao chứ? Ừ, bây giờ giấc này còn sớm thì đặt đặt trước cho vài cái ở đây đi. Phía sau này đi rồi anh em mình đi. Lại đằng kia đặt. Lòng tông. Lòng tông nó nheo hết. Nó trang chỗ cái đường nước nó chắc nó cũng hơi rỉ vậy. Đang gụi con chứ. Mình ra sau nhà mình đặt vài cái trước nha các bạn. Mấy cái đường này, mấy đường nước này mới ngon nè, thôi mà. Đường nước này đặt là êm luôn á. Rồi khu này đặt dài qua anh đó cũng cái chục cái lợp á. Cái lòng tông này có cái vấn nhỏ, nó dính dữ lắm ạ. Đây được rồi, thôi ăn cái đi. Ăn gấp này cái đi. Ếch thì tháng này đặt là ngon rồi. Mình cá nhiều nha các bạn, mình vô hết lợp của mình luôn. Lợp mình hồi nãy đâu có đếm không, chắc cũng xăm mấy cái quá. Xăm mấy cái? Mình xăm mấy cái tổng cộng các bạn ơi. Bây giờ để hai anh em đi đặt về dài xung quanh nhà mình ít cái xong cái đầu mới anh em chạy xe lại đằng kia đặt các bạn. Ừ. Bây giờ mình đặt xong rồi ở đầu sáng mấy anh em đi thăm. Đi thăm rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Mong là sáng mai có ếch các bạn. Lần khai trương đầu tiên của năm mới. Năm rồi tới giờ mấy anh em đặt xong rồi treo lợp lên tới năm nay luôn. Nó tới mùa nó mới làm được các bạn. Cái mùa đặt mới có. Mấy anh em sáng nay đi thăm lợp ếch nha các bạn. Thì sáng nay có mấy anh mấy chú ở Cà Mau lên chơi các bạn ơi. Đây anh Thành ở Cà Mau các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay qua giao lưu với anh Phương chơi. Đây, bắt tài. Còn mấy chú đi câu cá trước các bạn ơi. Bắt bằng kia không về ha. Góc đá hai bên là cá chê dữ lắm luôn. Quậy ục. Mấy anh mấy chú ra đây ngồi câu cá các bạn. Tháng này câu hơi bị chua rồi.
Cái này kinh nước nó đục quá các bạn, với nước thuốc người ta xả ra nhiều nên cá cũng ít. Chú cũng dân câu chuyên nghiệp thôi các bạn. Bây giờ mấy anh em đi thăm lợp ếch nha các bạn. Lên thằng này. Đấy, mấy anh em mới tới chỗ thăm nha các bạn. Thịt con. Ừ. Cái đó không có anh hay. Ừ. Này chưa có vô chính vụ của nó các bạn ơi. Nên anh em đặt thử lần này là lần đầu mùa vụ. Mưa dài dài xuống rồi mới có mạnh, chạy mạnh. Với phần nói chung là tại cái mồi của mình đó bạn. Mồi mình hôm qua tại ban cá nó chết hết rồi. Nó không còn được tươi. Không có cá sống nữa. Cái nó không thấy dấu giò thôi. Chú giò nhiều lắm á, không biết có không à. Ờ chú giò không có con gì chứ. Con nhá nhỏ xíu mà. Chú giò nhắc kêu không vô kìa. Wow. Mồi nữa, mồi thì chết không phải không? Rồi, cái mồi này. Mồi hôm qua cá chết không à. Đang cá chốt và mình đi thăm lú á. Mấy kilo cá nó chết nè, không có cá sống. Cái mồi của mình nó phải có cá sống, nó động với cá. Cá tươi nó chưa chịu vô, cái mồi cá mình nó chết hôm qua. Dạ, con. Mấy cá hôm qua đi thăm lú, cái này nó bị ngợp, nó chết. Nó đặt nó không nhảy mấy. Có cá, có vết rồi. Nó nhảy rồi nó. Ồ, mấy con luôn nha. Cái này mấy con luôn rồi. Ồ, cái này 5, 6, 4, 5 con nữa thôi. 4 con. 4 con. 4 con. Con bự không à? Rồi, có mồi rồi. Có mồi, có mồi. Chạy vài phút ngay đi mình ta. Hai cái 5 con. Chết đi chơi gì thế rồi? Nước. Cái gì sao nè? Ừ. Con chó này nó gặp con hả? Mừng rồi chú Tư. Ừ. Bắt thẳng thôi nha. Chết cái này. Ở đây vô giò quá trời luôn nè. Ừ. Nó nhóc hết trơn kìa. Vô giò nhắm hết rồi. Đặt mồi cá sống không ơi. Ừ, hôm qua nè không có cá sống nè. Sống nó mới chạy dữ. Cái này. Ở vô giò cỡ này không có trời. Cái giò gì mà không có. Có cá chết thì cũng hơi dễ. Ừ. Cá chết là nó không chạy đâu. À, cá chết, cá sống lộn xộn hai thứ. Dấu ếch kìa. Dấu ếch. Dài cho nó luôn. Dấu nhắm hết. Dài lên cho nó trên đó nhảy ra. Mày dài lên ruộng không? Đổ ra ngoài. Mày lỗi dưới đường nước ai nhớ quá mày. Cái gì đâu. Đừng có lỗi. Con này nó không có dính nè. Mày không có chuyên nghề rồi. Mày đặt giờ đặt cá sống không à? Thế là hả vậy? Cá sống mà tại hôm rồi không có cá sống. Không có cá sống. Cá mồi khó kiếm quá. Thì biết gì bữa đó mình bắt cá lóc kiến để lại kìa. Đúng. Rồi chạy nữa. Chạy luôn. Lóc kiến nhỏ nhỏ. Chủ yếu là nó quậy thôi. Cái này được con nha các bạn. Hai con luôn. À hai con luôn. Im. Có cái hồng cũng ok quá chứ. Dạ. Cái này tại cái mồi em có cá sống với cá tươi đặc là nó chạy. Ê, mùa này ếch nó cũng ra nhiều rồi. Đi bằng đêm thấy nó nhảy mẩm. Rồi, cái này cũng được hai con nha các bạn. Hai con. Ít lứa. Nói chung rồi rồi cũng được, ít là vừa. Chưa có ít già nhé các bạn. Hôm qua không biết đường hướng gió đặt luôn. Lúc chút xíu cái gió hơn này, chút xíu gió hơn kìa. Đứng gió. Nhưng mà mình có cá sống thôi, không có cần. Cá sống thì không cần. Cái này có ít hay gì. Có mồi cá sống vô thì hướng nào cũng được. Ồ, hai con. Mấy cái trên lúa này được ha. Hai hơi con. Nhỏ ha. Con bự nhỏ. Gán làm gì làm kiếm ký hay ký được. Đặt nhiều cái.
ba mấy cái à. Rồi tới tới mùa nó 7-8 kg là thắt đó. Đợt nào ta thấy đặt gì đâu, quá trời mười mấy ký lô luôn á. Quá trời. Xả nước ra. Rồi xả nước ra cá rồi, thấy không? Cá cả nẻ lên ruộng nhiều. Ôi con này bự nha. Bự, con bự. Mấy con cua nữa. Ba con cua. Qua nước tới mấy cái này. Đào cho cua kìa. Con ếch, con cua. Con ếch, con cua. Nước xả ra thì nó rút xuống nhà đặt không im. Mấy cá con. Rồi, cái này ba con luôn các bạn ơi. Mấy cái gần gần nhà mình thấy gì im lắm. Phía sau này. Phía sau này thục hang bắt biết nhiêu mà còn hoài luôn. Ở bên sông còn mấy cái nữa hả? Để thăm mấy cái này đi. Mấy cái gần nhà mình còn 3-4 cái gì nữa mà. Lại tới là có dấu vò, lại tới dấu vò đấy chứ. Có. Rồi, con. Con. Hai con. Cái này được 2 con các bạn ơi. Gắn móc móc coi kiếm gần 2 kg à. Hai ếch này nhỏ. Hai bự à. Có cá sống nó chạy mạnh. Cá là phải cá tươi. Có cá sình đặc nó cũng không chạy. Con. Sao nè, chỗ mình đây thấy vậy chứ đặt hoài có hoài. Này con để tung tăng. Rất cái ấy rồi. Nhớ rồi, đợt mùa nước đặt cái 4-5 con, có cái cả chục con. Có cái cứng cái lợp vô, cứng ngắt luôn. Nó chen làm như nó chen vô luôn. Con hả? Có đã không? Nãy giờ quớt cũng nhiều lắm rồi. Này cái này con. Rồi đi ăn tiếp. À, cái dòng qua đây anh Thành ơi. Mồi chết chứ không có mồi sống. Cái này hai con hai nhỏ rồi bạn. Con hai nhỏ. Thôi cũng được rồi. Cái ngoài còn ở bên sông 7 cái nữa, thăm thông qua bển thăm luôn đi. Còn bên sông 7 cái nữa các bạn ơi. Để thông qua bển thăm. Này chắc là được cái ngoài quá. Cái ngoài à. Đây thông qua bên sông thăm 7 cái. 7 cái chứ có nào 5 cái à. Đến 2 cái hả? Con cái này 4 con. Rồi. Con cái này chết mới bị bơm nước sao. Cái này 4 con. Ếch bự nha. Cũng còn bự không à. Cái này mới bơm nước sáng nè. Ngập chết ngắt. À, giờ mấy anh em đổ ra các bạn ơi. Có con nó chết à. Mới bơm nước từ sáng nè. Còn đang bơm nước nữa. Mới ngập. Mở bụng nướng thôi. Lấy cái thao đổ mồi ra lên không ạ. Thao vàng. Đem đi lột cái da cái phải. Cái da nó giòn. Dạ. Ếch này đồng mà bỏ da là hết ngon rồi. Con bằng cái này chứ không có bậy. Cái này 4 con. Mà nó ngủ nhiệt tình lắm, vô nhà nó nhậu mà nó đâu có nói vô ếch. Mình cũng không có nhát ăn nó vô. Con bằng cái như này nó không có chặt giò chặt tay chứ để nó trụng cho giết cho chết cái bắt đầu nó không trụng luôn đó. Đập chết để mổ bụng à. Thì nó rửa vậy đem thải vô nó kho mắm. Kho nước mắm mà lỏng mỏng này đụng một. Em món gì? Một con thủ bộ đá. Người ta lạ. Ta ưu tiên người lớn tuổi mà. Thôi nhìn thấy cái chảo nước ếch mà bột bọt mà nó kho mắm nhìn thấy là nín cười cũng được.
mổ bụng không chặt tay chặt chân nghe mổ chặt mỏ vậy. Mấy con thủ bộ đá, con thủ bộ đỡ luôn, nhìn thấy là mắc cười. Bây giờ nó ếch là nhớ hai chồng lập. Thầy chắc cũng chìm chèm 2 kg à, mất tao. Rồi. Còn cá nữa hả? Cá nè. Cá đổ cá ra. Rồi, lấy cái mồi đó bỏ đi. Lần năm nay đầu tiên khai trương. Mấy anh em khai trương đầu mùa nha các bạn. Cũng bộn chứ bộn. Thôi. 2 kg hơn 2 kg. Hơn 2 kg nữa. Mình quên bắp vô kiểu ngọt nước. Cua đồng mà. Hơn 2 kg luôn. Hơn 2 kg. Lấy cần cần thử à. Đó 2 kg là khỏe luôn á. Nó hơn 2 kg xì. Cái này giờ bán ký là hết rồi. Ký đây mấy chục ngàn à. Ở đây rẻ lắm. 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi đó 300 gram, 2 kg 2. Thôi, cái gì là cũng ok rồi, đầu mùa. Ngay chỗ mà ướt muốn rồi. Vừa luôn hả bạn ơi. 2 kg là vừa đủ rồi. Giờ cái này hơi mình bằng chiên nước mắm ha. Ừ, chiên nước mắm đi. Hết chiên nước mắm nè. Rồi mấy hết của mấy anh em đặt cả buổi sáng hả các bạn. Đặt hôm qua mấy anh em thăm buổi sáng được 2 kg mấy các bạn ơi. Thì bây giờ mình bằng ra mình chiên nước mắm nha các bạn. Hết đồng chiên nước mắm bữa nay mồi cũng nhiều các bạn ơi. Của anh Thành với mấy anh em, mấy chú, mấy bác ở Cà Mau lên giao lưu cùng với mấy anh em mình đó bạn. Anh Thành cũng đem lẩu bò này rồi tôm nữa bạn. Bia giờ đang chuẩn bị làm dọn ra các bạn ơi. Đây, con ếch chiên nước mắm nha các bạn. Quá thơm. Rồi xong, để anh biết. Món ếch đã xong rồi các bạn. Món ếch chiên nước mắm đã xong. Giờ mình ra dĩa thôi. Rồi xong, hai dĩa ếch chiên nước mắm nha các bạn. Rồi dọn ra. Rồi thôi. Giờ còn cái nước lẩu bò mình chơi lên cho nó nóng rồi dọn ra luôn các bạn ơi. Cái nước lẩu bò, mấy cái lẩu bò mấy anh mấy chú mua đem vô luôn các bạn. Rồi xong hết nha các bạn. Đây thành quả hai dĩa ếch sáng mấy anh em đi thăm về chiên nước mắm các bạn ơi. Còn cái này là lẩu bò nha các bạn. Của anh Thành với mấy chú đem vô các bạn. Bia. Đây thành quả của mấy anh em bữa nay đi thăm được 2 kg mấy các bạn ơi. Làm dĩa ếch chiên nước mắm. Này lẩu bò các bạn. Thôi giờ mấy chú cháu à, mấy chú cháu mình khai trương cái trước ha chú. Này có anh Sáu lại nha các bạn. Còn ba thằng này là bữa nay lại về nguồn à. Này ấp 7, này ấp 6, này ấp 5. Mấy lão tiền bối rồi các bạn ơi. D2 với D10 đó các bạn ơi. Vô, vô anh Thành đây. Mời bạn luôn các bạn ơi. Mời bác. Hàng đỏ hả chú? Về đẳng rồi. Không có đó là số tiêu cái kiếm này là nó rớt ở dưới chung với dạ cầu quá rồi không phải cái xong cái nó này. Nãy giờ mấy chú mấy bác đi câu cá nha các bạn. Thì nó dùng ở ngoài này xong bây giờ dưới sông là thua các bạn ơi. Và cái nước thuốc xả ra đó. Cho nên không có cá.
Nãy Lý Thông dắt lại hầm Lý Thông câu cá rô với cá dê. Thứ ba hay gì đó. Dạ. Mày nhậu tao lắc đi mò nghe. Tiếng không? Tao có cái bệnh nhậu hỉnh mà hay có vụ mò tôm với mò cá đó tao cái mò tôm phải đó. Ở đây không có tôm chú ơi. Ở dùm con. Dạ, dùm con không có tôm. Mò sạch vuông luôn đó. Cha nào mà cho tao vô mà mò xuống nhớ trận nhớ cái trận mà mò tôm ông ngoài không trong cạn đó đâu trận đó đâu có bể mò xuống đâu có trận trong cạn ngán 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 tới tới mùa cái là ngày nào cũng làm cái này đi hốc cái mang ớt này để đây làm cho trời dưới ếch bên đây hay không? Trời dưới ếch bên đây xếp lên kia bên sao cho tao không quá tao phát cái đùi trước không? Ếch chuột thì ăn ếch ở đậu cái bọng cua cái bọng ngon ngon còn của có người tao phát cái đùi mày ơi à, vô cái thêm thằng này vô vô cái thử đi vô mấy chừng ăn u mình hạ chơi u mình thượng luôn u mình hạ với mình thượng luôn ha. Ở đây cũng lên 6 người các bạn. Thì cũng mấy chú mấy bác có 3 người ở U Minh Hạ. U Minh Hạ giáp ranh với Kiên Giang luôn các bạn, cũng trực thuộc U Minh Hạ trực thuộc Cà Mau phải không chú? Cà Mau. Dạ. Rừng U Minh Hạ các bạn thì nó trực thuộc của Cà Mau, cũng giáp ranh với Kiên Giang luôn. U Minh Thượng mới của Kiên Giang nha các bạn. Còn mình gạch loài của mình là kinh năm đất xét. Dạ. Một mép trên năm đất xét là U Minh Hạ, một mép là U Minh Thượng. Dạ thôi, giờ mình cũng xin mời các bạn luôn nha. Thì hôm nay ngay cái dịp mấy anh em đi thăm lập ếch về, rồi cũng có mấy chú mấy bác ở Cà Mau xuống giao lưu cùng anh em mình. Thì mình cũng xin uống ly này sẽ kết thúc cái video ở đây các bạn. Thì nói chung mấy chú mấy bác ở đây tới mai mới về các bạn. Thì anh em làm sương sương xong rồi chắc chiều mình đi thăm rập chuột hoặc là đi mò cá hay gì đó các bạn. Thì mình sẽ làm tiếp. Thôi giờ mình xin mời các bạn nha. Mình thử miếng ếch anh Thành, thử ếch chưa? Ếch gì nước mắm của đang làm. Đâu đâu ăn miếng ra tôi kinh nghiệm thu cái rồi à. Để thu mới được. Nhanh ăn cái này cho. Được rồi, lỡ cái này để muốn hết cái này. Được nha. Ủa, cái này không phải bán 250. Nuôi á. Dạ. Không phải không phải là nuôi. Ít nuôi á. Nuôi không à? Lúc bên kèo thôi. Dạ. Nuôi không à. Ủa mà mình nói á, ít rừng ít đồng đồng. Nuôi xong. Dạ. Nó làm như tao mua thấy tao ở chợ nó dạ. Dạ. Thôi. Video đi thăm lập ếch của mấy anh em còn giao lưu với mấy chú mấy bác đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.